ngồi tôi ngoài tôi tác giả trần ngọc hiếu nhà nội và nhà ngoại cùng một xã nhưng khác xóm giờ gọi là ấp đi vòng theo bờ ruộng cũng vài cây số nghe nội kể lại bên nội ngày xưa đi ghe rồi có đề bô củi nên có của ăn của để nội chỉ có bốn người con nhưng bác hai mất năm 19 tuổi vì bệnh thương hàn Ở quê gọi là ban cua. Bệnh ban cua không biết là dễ chết như trường hợp của bác hai tôi. Nam thất nữ cửu, nghĩa là đàn ông bảy và đàn bà chín ngày, nếu không chữa trị kịp là xong. Nhưng ngược lại thì nó dễ trị. Chỉ cần một người biết lễ huyệt, phun rượu vào lưng thì sẽ nổi lên mạch máu như hình con cua. Người thầy đó sẽ cắt ngoe càng và mu cua, mục đích là sẽ không cho lan rộng, vài ngày là sẽ khỏe mạnh. Nội nói bác hai mất năm 19 tuổi, nhưng đã cưới vợ được một năm, và bác hai cũng chưa kịp có con. Bác hai trai mất, thì một vài năm sau bác hai gái đi thêm bước nữa, ăn ở với người chồng sau chỉ có vài tháng là bắt hai gái bạo bình qua đời. Nghe nội kể lại là bắt gái thường mê sẵn, kêu bắt trai chờ bắt gái đi theo, đừng bỏ bắt gái lại. Nên nội chỉ còn lại ba người con. Ba tôi là con trai duy nhất và hai người cô tôi. Nên nội tôi cưng chiều ba tôi như trứng. Nội nói khi làm đệ bô củi thì ba tôi không có làm động móng tay chỉ đi ngoại giao và thu tiền củi tại các lò gạch tôi giống ba tôi ở chỗ mặc dù sống va chạm xã hội nhiều thời trẻ cũng giao thiệp rộng nhưng ba tôi không biết uống bia rượu và tôi cũng vậy nhưng ba tôi rất đẹp trai và hiền khô chưa hề mắng chửi hay đánh con mình một bạt tay với những ưu thế nổi trội nhiều mặt. Nên ba tôi đến đâu là gieo hạt giống họ trần đến đó. Còn tôi thì dở tệ. Chính thức thì ba tôi có bốn dòng con, gương mặt đều hao hao giống nhau. Đặc biệt là phía con gái, tất cả đều y một khuôn như đúc. Một gương mặt dĩa, mặt bánh bèo như lời kể của thằng em trai dòng sau. Nội và má tôi nói ba mày con rơi con rất nhiều lắm. Cũng vì đào hoa ham chơi mà gia đình nội tôi xa xúc. Tôi nhớ như in. Năm 1963-1964, nội tôi mua thêm một chiếc ghe chài loại ghe lớn, tức là nhỏ hơn ghe chài Nam Văn. Ghe này gắn máy trong ghe nên gọi là ghe tự hành mục đích là để ba tôi đi chở hàng Mỹ, rất thịnh hành thời đó. Nhưng ba tôi không chịu đi vì ba nói, ba đã thề đập là không xuống ghe nữa, mà không biết ba giận nội chuyện gì. Chiếc ghe mua sau này về đậu ở mé sông, trước cửa nhà bên bờ kinh rạch ruột ngựa. Ghe đậu mấy tháng, nghe nội nói là năn nỉ trả lại người chủ cũ, Mấy tháng sau nghe nói họ bán cho người khác, lời thêm hơn một triệu. Một triệu thời điểm 1963-1964 là quá lớn. Một vài năm sau, khoảng năm 1965-1966, nội tôi bán luôn chiếc ghe nhà. Nội nói có mấy tháng mà ghe đụng mấy lần. Nội nói ra tín hiệu bằng đèn chai, mình quát nó quắc mình nại nó nại lâu quá nên không rõ là nại hay cậy tức là bên trái hay bên phải ban đêm ghe muốn chuyển hướng sang bên phải hay trái thì xách đèn chai hay đèn bảo để báo hiệu cho ghe ngược hướng biết mà tránh theo bên mà mình muốn đi bán ghe xong nội mua hai chiếc xe lam ba bánh chở khách một chiếc chạy đến sài gòn an đông cây gõ ba tôi chạy, chiếc còn lại chợ lớn mũi tàu Phú Định. Tiền mua hai chiếc hết năm sáu trăm ngàn. Mới chạy không quen nên xe hư hoài. Nội tôi buồn hiu hắt. Ghe hư vẫn ráng chạy năm mười chuyến cho hết hàng hoặc hết mùa. Xong khi nào rảnh rỗi mới mang ghe vô ụ đại tu sửa chữa. Còn xe hư thì phải sửa liền, bằng không thì treo mỏ. Gia đình nội tôi xuống dốc từ đó. Chẳng lẽ ứng vào câu nhất phá sơn lâm nhì đâm hà bá. Rồi chiến sự năm Mậu Thân 1968 bùng nổ. Nhà bị cháy sạch. Một bộ ván gõ đôi bằng cây gõ đỏ dày hai tấc. Hai cái tủ cẩn sạc cừ. Uổng nhất là bộ bàn ghế dài chạm trổ cẩn xà cừu tinh vi mặt bằng đá cẩm thạch trắng nổi gân đen nhà cháy sạch nhưng dấu ấn sâu đậm tới bây giờ tôi vẫn nhớ là ngay chỗ bộ ván gõ khi xưa gạch bông lót nền cháy đen thui trong khi các chỗ khác trong nhà vẫn còn hai màu trắng đỏ nhà ngoại thì nghèo hơn nhiều ngoại có bảy người con má tôi là chị cả thứ hai tất cả là nữ chỉ duy nhất có một trai là cậu Tư cậu Tư sau này lên định quán làm xe bê nên rất khá nhờ vậy mà ông bà ngoại cũng đỡ vất vả phần nào sau năm mậu thân 1968 một đêm hai ông cháu nằm nói chuyện vì tôi ngủ chung với ông bà nội từ thôi nôi sau khi nội về quê lên Nội nói xuôi gia mà bên trọng bên kinh. Ông ngoại mày giờ thấy tao xa xúc nên lơ là, chỉ đon đã với xuôi giàu. Tôi nằm nghe mà lòng buồn hiu hắt. Bên nào tôi cũng gọi bằng ông. Bên sanh ra cha, đằng sanh ra mẹ. Về chữ nghĩa với giao tiếp xã hội thì nội hơn ngoại nhiều. Vì ngoại suốt cuộc đời chỉ quanh quẩn với thửa ruộng, ngôi vườn ở dưới quê. Thời chiến tranh khốc liệt, chồng xóm tản cư gần hết, mà ngoại vẫn bám trụ giữ nhà. Sau hè nhà ngoại là một đám lá gần tối trời, nghĩa là to rộng máy mẫu, cũng là căn cứ của máy ổng Sau này đến thời kỳ Bình Định xây dựng nông thôn, chắc khoảng năm 69-70, lính sư đoàn 25 bộ binh và địa phương quân cầm thêm máy bay dội bom sang bằng cả tuần lễ mới trụi hết đám lá căn cứ này về nhân sự hai bên đều có thiệt hại bên ít bên nhiều mạnh thắng yếu thua chiến tranh là như vậy còn nội thì mặc cảm nên sanh ra suy nghĩ vu vơ nội tôi thì chỉ hút thuốc uống trà không uống bia rượu không ăn thịt chó mèo trâu bò vì nội nói những con thú đó sống gần gũi và có ích cho con người nó như là một người bạn nếu mình đem tình thương đến cho chúng nó thì nó sẽ đối xử với mình y như vậy làm ăn thất bại nên sau này nội tôi từ bỏ tất cả các thói quen tốn kém hàng ngày tôi tính tình gần như giống nội tôi y hệt sau này bà nội tôi thấy tôi hút thuốc khá nhiều mới đầu ngày một hai gói, nội tôi khuyên lần bỏ thuốc, tôi ráng bỏ nhưng chỉ được sáu tháng đến một năm là hút lại. Thuốc lá ngặt ở chỗ hệ hút đều đều thì thôi, mà nếu cai rồi mà hút lại thì nó tăng đô. Tôi cai một lần nó tăng chỉ tiêu thêm một gói. Hồi bà nội còn khỏe thường trách tôi, mày cái gì cũng giống ông nội mày không ghiền thứ gì cả. Muốn bỏ là bỏ. Sao thuốc lá kêu bỏ hoài mà vẫn không bỏ được là sao? Năm 97, bà nội tôi qua đời sau ba tôi vài tháng. Một hai năm sau, tôi cũng bỏ luôn thuốc lá. Khi hút một ngày bốn năm gói thuốc Marlboro trắng của Mỹ. Vì lỡ nói với một thằng kỹ sư xây dựng, mày thấy tao hút thuốc ở đâu cứ bạc tay, Tao trách mày một tiếng, tao là con chó chứ không phải con người. Búp sa gà chết. Một lời nói thốt ra rồi, không rút lại được. Tôi bỏ thuốc khỏe ru, vì lòng tự trọng con người của tôi. Sau nhiều lần quyết tâm cai mà vẫn không bỏ được. Nói là phải ráng giữ lời. 16 tuổi tôi tập hút thuốc bằng điếu Salem. lem. 29 năm sau tôi bỏ thuốc lá. Khi đang dùng gói thuốc cũng hiệu của Mỹ là Marlboro trắng. Ông nội tôi qua đời năm 1979 sau khi mổ sạn thận tại Bệnh viện Bình Dân vì bị nhiễm trùng vì thiếu thuốc men đủ thứ cũng như là chết oan. Không nhiễm trùng sao được khi nước biển đựng bằng canh nhựa loại 20 lít hễ vô hết chai thì sách lại cầm quặng róc đầy đưa y tá ghim kim vô dây vô nước biển và kim thì bỏ vô nước nấu sôi để tiệt trùng nấu riết cộng dây vàng khè chai cứng ngắt bác sĩ ra toa thuốc tôi xách chiếc recta special đi hết sài gòn chợ lớn gia định mà mua không đủ toa thuốc cần dùng nội tôi mất được tẩn liệm chôn cất Cây áo quan làm bằng xi măng cốt sắt đặt mua trước đó cả năm tại một thánh thất đạo cao đài ở Bình Điền, chợ Đệm, chứ không có hòm gỗ để chôn, trong khi vẫn tự hào là quê hương giàu đẹp, rừng vàng, biển bạc. Linh cửu được chở trên chiếc xe tải nặng DeSoto, được ông bác là cháu ruột gọi ông nội tôi là cậu Năm, đang làm trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Long An, mượn của người quen ở đó trở về quê. Số người đi đưa chở đầy trên dưới 20 chiếc xe lam của bạn bè giúp đỡ. Trong khi chờ giờ tốt hạ huyệt lấp mộ, ngoài tôi đi vòng qua huyệt kiểm tra, rồi linh tính như thế nào đó, ngoại ngước nhìn tôi rồi nói, chắc sang năm tao cũng theo ông nội mày, mà mặt mày ngoại buồn queo, hiu hắt quả thật, hơn năm sau ngoại tôi qua đời vì bệnh ca phổi. Thổ xanh tiền, ngoại uống nhiều rượu đế gò đen, rồi hút thuốc rê gò vấp, phèo phổi chịu gì nổi. Ngoại tôi mất, được an táng bằng cái thọ. Giờ nếu có tiền cũng khó mua. Gỗ lim xanh hay trắc thối gì đó, do cậu tư mua cây ván ở trên rừng, mướn thợ làm Hồi trước năm 1975 để dưỡng thọ cho ông bà. Sài Gòn, 29 tháng 8 năm 2019.